Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 15 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam có cường độ yếu kết hợp với rìa phía Tây Nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta. Do đó, thời tiết trong toàn tỉnh chủ yếu vẫn là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng. Chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thời tiết tại các khu vực cụ thể như sau. Khu vực của thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 27 độ và thấp nhất là 15 độ. Trời sẽ chuyển mưa rào và có thể là dông vào chiều tối ở một vài nơi. Độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Tiếp đến là khu vực của các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Tại đây trời tạnh ráo, về đêm nay không có mưa, ngày mai trời nắng, khá là oi bức vào ban trưa. Về chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Còn tại khu vực của thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tại khu vực này về đêm và ban ngày mây thay đổi, trời tạnh ráo, có nắng nhiều trong ngày. Về chiều tối tại đây cũng sẽ có mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và cuối cùng là khu vực của các huyện Ai, Đà Thẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này trời tạnh ráo, ngày nắng oi bức, cao nhất có thể lên đến 34 độ và thấp nhất là 23 độ. Chiều tối trời sẽ chuyển mưa rào và dông một vài nơi. Độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Thưa quý vị và bà con, vào mùa mưa thì chăn nuôi gia súc bị ảnh hưởng rất nhiều do thiếu thức ăn và dịch bệnh. Trong đó thì dịch bệnh là yếu tố gây thiệt hại lớn trên đàn gia súc. Để giảm thiểu thiệt hại cho đàn gia súc thì bà con chăn nuôi chúng ta cần biết cách phòng tránh các bệnh thường gặp trên gia súc trong mùa mưa hiệu quả và khoa học. Chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng tiếp theo đây sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và bà con quan tâm đón theo dõi. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số thắng cảnh, khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.